Xin chào tất cả mọi người, mình là Thanh Tùng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong sáo trúc và được đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trong chuỗi series học sáo trúc cơ bản dành cho những người mới. Mình sẽ vào bài đầu tiên, đó là bài giới thiệu về cây sáo trúc. Trong âm nhạc thì người ta sẽ phân chia thành 4 bộ chủ yếu, đó là bộ gõ này, rồi bộ dây này, bộ hơi và bộ vĩ. Thì trong sáo trúc của chúng ta sẽ thuộc vào bộ hơi, tại vì chúng ta sẽ dùng luồng hơi của mình để phát ra tiếng kêu. Sáo trúc là phải có hơi thì mới kêu được. Thì trong sáo trúc có rất nhiều loại, ví dụ như tiêu chúng ta sẽ thổi dọc như này. Không có cái lỗ thổi ở đây, chúng ta sẽ thổi dọc. Các bạn nhìn đó, tiêu. Hai, ví dụ như là sáo ngang, sáo dọc. Sáo ngang chúng ta thổi ngang, sáo dọc chúng ta sẽ thổi dọc như thế này. Rồi chẳng hạn như sáo đi di các thứ. Bên cạnh đó còn có những cái loại sáo mà chúng ta sẽ phải dùng bằng lam đồng để cho chúng phát ra tiếng kêu. Ví dụ như sáo mèo này, sáo bầu đó. Thì ở cái khóa học này mình sẽ giới thiệu với các bạn và chúng ta sẽ nghiên cứu sâu về mảng sáo ngang nhé. Thì trong sáo ngang thì sẽ gồm hai loại cơ bản, đó là một loại là loại sáo lỗ, chúng ta sẽ bấm bằng sáo lỗ, và một loại nữa và trên tay mình cũng có đây là loại 10 lỗ. Thì chúng sẽ khác nhau cơ bản là về 6 và 10 lỗ. 10 lỗ thì sẽ có thêm các lỗ phụ để chúng ta thổi các nốt thăng giáng cho nó dễ dàng nhất. Và ở trên sáo 6 lỗ sẽ thổi thăng giáng bằng những cái lỗ nửa, chúng ta sẽ mở nửa lỗ. Sáo ngang 6 lỗ thì sẽ gồm một là lỗ thổi ở trên phía đầu này. Đó. Và cuối sáo sẽ có một lỗ định âm, và bên cạnh đó sẽ gồm 6 lỗ bấm. Đó, các bạn để ý giúp mình nhá. Sẽ có 6 lỗ bấm và từng lỗ sẽ phát ra những âm thanh, những nốt đồ, rê, mi, fa, son. Trong sáo ngang về cơ bản người ta sẽ thổi được từ nốt đồ 1 cho đến son 3. Ví dụ là đồ rê mi fa son la si đô 2, rê mi fa son la si đô 3 và rê mi fa son 3 nữa. Đó, thì chúng ta sẽ thổi được từ nốt đồ 1 cho đến son 3. Về sáo ngang thì các bạn thường thấy chúng ta có thể thổi độc tấu này. Có các nghệ sĩ thổi song tấu này. Và chúng ta có thể thổi với hòa tấu với dàn nhạc. Và chúng ta có thể, ví dụ như chúng ta thể thổi ngâm thơ các thứ. Sáo ngang thì nó chia ra nhiều các loại tông khác nhau. Nếu mà các bạn là những người mới thì chúng ta nên sử dụng sáo ngang 6 lỗ tông đô. Và khi chúng ta đã biết thổi cơ bản rồi thì chúng ta sau này có thể sắm thêm những cây tông khác, ví dụ tông si giáng này, tông la trầm, rê mi fa son, có nhiều loại tông như thế. Thì để làm sao chúng ta phát hiện ra được cây sáo mình đang cầm là cây tông gì? Cách đơn giản nhất là các bạn cầm bịt hết kín và chúng ta thổi lên đó là âm gì thì sẽ là sáo đó. Ví dụ chúng ta bịt kín hết thổi ra âm đồ thì âm đô trên piano nhá, chúng ta sẽ đọ với một cái cây piano hoặc là một cái tuner nữa thì ra được tông gì. Ví dụ như chúng ta thổi ra nốt đồ này mà chính xác nó là nốt đồ luôn thì đó là cây đô. Ví dụ bấm hết mà thổi ra nốt si giáng thì đó là cây sáo si giáng, đơn giản vậy thôi. Ví dụ bấm hết là nốt la thì đó là cây sáo la. Về cái tông của cây sáo thì nó có nhiều tông khác nhau, thì các bạn có thể tham khảo thêm về 12 tông khác nhau của cây sáo nhé. Trên đây là tất cả những nét cơ bản nhất của sáo ngang Việt Nam. Thì các bạn có thể tóm tắt lại cái bài này giúp mình, đó là sáo ngang 6 lỗ thì sẽ có một lỗ thổi này, 6 lỗ bấm và ở dưới đuôi sẽ có một lỗ định âm. Đó, về cơ bản nhất. Và sáo ngang chỉ thổi được từ đô 1, đô 2, đô 3 cho đến son 3. Đó, bằng đó nốt. Và những cái bên cạnh đó mình có giới thiệu qua một vài tông sáo. Chúng ta xác định được tông sáo thì các bạn hãy nhớ lại cho mình. Đó là nét cơ bản nhất của bài số 1 của ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ hẹn nhau ở clip thứ 2, là chúng ta sẽ tư thế chúng ta sẽ ngồi thổi sáo này, và cách thổi kêu, và chúng ta sẽ cầm sáo như nào cho nó hợp lý. Chào các bạn, hẹn các bạn ở clip thứ 2 nhé.